thứ 52, kết quả siêu âm là nhân vôi hóa tuyến giáp và u sơ tử cung từ mùng 1 tháng 4. Đấy, cái sau cái ngày sinh của 2016 đấy, 2017 đấy. À, năm ngoái gì? Năm ngoái đấy. Năm ngoái gì và cùng với đây đấy. Đấy, okay, okay. Sau khi đi về nhá. Thế là bấm xong thì đúng mùng 1 tháng 6 của 2017 siêu âm hết. Trong bao nhiêu ngày? Nôm na là mình cứ độ trong gần 2 tháng đi. Gần 2 tháng. Đấy, vì mình không ngày bận thì không còn công việc ở nhà đâu mà. Thế là hết. Hết thì em làm pháp đồ thế này. Ok. Thông nghẽn ngẹt. Rồi. Vào tử cung. Tiêu biểu vào tử cung, tan máu bầm vào tử cung. Tử cung là huyệt bao nhiêu? 7, 6, 3. Em không nhớ nữa tóm lại là ở đây đúng không? Tóm lại rằng là em soạn ra sách, bắt đầu em bấm lần lượt bộ thông nghẽn ngẹt. Xong vào tử cung thì huyệt tử cung em cho vào. Xong tiêu biếu vào đâu vào tử cung cũng lại. Huyệt tiêu biếu, huyệt tử cung cho vào. Xong tan máu bầm vào đâu cũng lại. Huyệt tan máu bầm vào huyệt tiêu và huyệt tử cung. Tan luôn à? Không còn gì luôn à? Không gì thì hơi thôi. Mình không, chỉ hơi đi xét nghiệm là hết sạch luôn. Hết sạch luôn. Thế xong bác sĩ xét nghiệm cho mình bảo mày làm gì có. Thế xong thì là em bảo là trước chị siêu âm cho em là có u sơ tử cung mà em có kết quả đấy mà. Em chị bảo thế mày làm cách nào? Bảo em đi học diễn trần. Em bấm theo diễn trần. Tám. Đấy. Thế là ok chưa? Cha rẻ năm nay đẹp hơn năm ngoái nhiều không? Năm ngoái đen sạm. Rồi mà lại lên 3 cân nữa. 3 cân à? Rồi 53 kg. Yeah.